Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 18 Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2023, Đảng ủy Đài đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban nhân dân thành phố và ngành giao hàng năm, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ 18 Đảng bộ Đài đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và các cấp, nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc trung ương, công tác phòng chống Covid-19. Cạnh đó, mở mới nhiều chuyên mục, tiểu mục với nhiều nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của khán thính giả. Các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật từng bước được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp, sản xuất, phát sóng chương trình, công tác xây dựng chính đúng đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng đảng được quan tâm chú trọng thường xuyên. Tính đến cuối tháng 3 năm 2022, đảng bộ đã tổ chức kết nạp 8 đảng viên mới. Trên cơ sở kết quả đạt được từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng Bộ Đài tiếp tục tăng cường kỹ cương, đoàn kết sáng tạo, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, trở thành trung tâm truyền hình hiện đại trong khu vực và cả nước, xứng tầm với vị thế và sự phát triển của thành phố, phấn đấu thực hiện tốt cơ chế tự chủ, khai thác có hiệu quả các nguồn thu để tái đầu tư, nâng cao chất lượng chương trình, cải thiện đời sống người lao động.